Chào mừng đến với Thời sự Tân Di Dân Tuần Cầu tại Lời Dịp Trung Giai. Do tình hình dịch bệnh tại Đài Loan ngày càng tăng, hiện tại đã tuyên bố cảnh báo dịch bệnh cấp độ 3. Thời sự Tân Di Dân Tuần Cầu chính đối các thông tin dịch bệnh đã sản xuất một chuỗi chủ đề chiến dịch phòng chống dịch bệnh. Để những di dân mới chưa giỏi tiếng Trung cũng có thể học từ quan trọng và những câu liên quan đến phòng chống dịch. Thông qua chương trình dạy ngôn ngữ và để các bạn Đài Loan thông qua chương trình này có thể học biết những tiếng Việt, tiếng Thái và tiếng Indonesia. Trong tập dạy ngôn ngữ hôm nay, chúng tôi sử dụng video của cơ quan kiểm soát dịch bệnh quảng bá nếu tiếp xúc với người nhiễm bệnh COVID-19 phải chú ý những gì. Dịch bệnh COVID-19 ngày càng tăng, xin đừng ra ngoài khi không cần thiết. Nếu không may tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm COVID-19, cơ quan kiểm soát dịch bệnh mong người dân không cần phải lo lắng, chỉ cần ứng biến theo các biện pháp sau. Nếu từng tiếp xúc với người nhiễm COVID-19 với trường hợp được xác nhận trong 3 ngày trước khi xuất hiện các triệu chứng và trước khi cách ly: 1. Ăn cơm chung. 2. Sống chung. 3. Không đeo khẩu trang đối mặt hơn 15 phút thì hãy cách ly tại nhà, chờ đợi thông báo của đơn vị y tế. Trừ trường hợp cần cấp cứu ngay, nếu không thì xin đừng rời khỏi nơi cư trú. Cách ly ở nhà trong phòng riêng, không được tiếp xúc với người nhà khác hoặc cùng sử dụng phòng tắm. Đồng thời, hãy đeo khẩu trang ở nhà và chú ý vệ sinh, rửa tay thường xuyên. Mời người nhà chuẩn bị thức ăn và nước uống, không dùng chung bữa ăn hoặc đồ dùng với các thành viên trong gia đình. Nếu không phải là quan hệ chặt chẽ, vui lòng tự giám sát sức khỏe 14 ngày. Nếu có triệu chứng sốt, sổ mũi, ho, đau họng, mệt mỏi, đau cơ, đau đầu, tiêu chảy, thở khò khè, thở gấp, khó thở, đau ngực dai dẳng, khú giác hoặc vị giác bất thường, tức ngực, bất tỉnh, da hoặc môi hoặc móng tay phát xanh, vui lòng liên hệ với 119, Sở Y tế hoặc 1922 để khám chữa bệnh hoặc xét nghiệm theo hướng dẫn, cấm sử dụng các phương tiện công cộng và vui lòng chủ động thông báo lịch sử tiếp xúc cơ thể. Chúng ta cùng nhau phòng chống dịch bệnh, tuân thủ các quy tắc phòng chống dịch bệnh, cùng nhau bảo vệ Đài Loan. Chào mừng đến với Thời sự Tân Di Dân Toàn Cầu, tôi là Diệp Trung Giai. Tự wo ge li, tự cách ly. Tự wo ge li, tự cách ly. Tự wo ge li, tự cách ly. Phiao bái suệ, thuốc tẩy. Phiao bái suệ, thuốc tẩy. Phiao bái suệ, thuốc tẩy. Chính chế dùng chậu chinh, dùng dịch sát trùng chứa cồn. Chính chế dùng chậu chinh, dùng dịch sát trùng chứa cồn. Chính chế dùng chậu chinh, dùng dịch sát trùng chứa cồn. Pha sao, sốt. Pha sao, sốt. Pha sao, sốt. Sai chẹn, kiểm tra sàng lọc. Sai chẹn, kiểm tra sàng lọc. Sai chẹn, kiểm tra sàng lọc. 我有接触到新冠肺炎确诊个案。 Tôi có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. 我有接触到新冠肺炎确诊个案。 Tôi có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. 我有接触到新冠肺炎确诊个案。 Tôi có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. 禁止搭乘大众运输交通工具。 Nghiêm cấm sử dụng phương tiện giao thông công cộng. 禁止搭乘大众运输交通工具. Nghiêm cấm sử dụng phương tiện giao thông công cộng. 禁止搭乘大众运输交通工具. Nghiêm cấm sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Lớp học của Trung Giai đến hôm nay đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón xem.